Trí huệ và tri thức là hai việc Không tương đồng Trí huệ là vốn có trong tự tánh Không phải từ bên ngoài vào Đó là thật không phải giả Tri thức không phải là thật Tri thức là từ bên ngoài mà có Gọi là do học và nhớ mà có quý vị xem nhiều nghe nhiều nhớ nhiều đều thuộc về tri thức tri thức có tính giới hạn nó không phải là tính phổ biến nó có chướng ngại nó không phải là vô ngại trí huệ thì khả trí huệ vốn có trong từng tánh nó không có tính giới hạn Nó không có chướng ngại Nó có thể giải quyết tất cả vấn đề Mà không để lại di chứng nào về sau Cho nên học thuật Đông Phương Lấy việc cầu trí huệ làm chủ yếu Không giống như Tây Phương Tây phương 200 năm gần đây là thuần túy trì thức Không tìm cầu trí năng nữa Hoàn toàn dùng tư duy Dùng tưởng tượng Cầu được tri thức người đông phương bây giờ cũng học theo người tây phương rồi đã lơ là truyền thống của mình truyền thống là cầu trí huệ trí huệ từ đâu mà có phật giáo truyền đến trung quốc Có ảnh hưởng rất lớn Đối với văn hóa nước này Phật Pháp nắm dưỡng cương lĩnh này Nói rất rõ ràng Ba môn học giới định huệ Nhân giới sanh định Nhân định phát huệ Trí huệ từ đây mà có Giới là gì? Là quy củ quy luật giữ gìn quy củ thì tâm được định định lâu ngày trí huệ tự nhiên khai mở đại thừa chủ trường giới định huệ tiểu thừa cũng không rời giới định huệ khi truyền đến Trung Quốc, nho giáo sử dụng, đạo giáo cũng sử dụng, đều giữ gìn tam học giới định huệ, thành tựu trí huệ chân thực. Ba môn học giới định huệ là thực học. Vì sao vậy? vì đều là vốn có trong tự tánh dùng tự tánh vốn có để khai cuộc trí huệ đức năng tướng hảo của tự tánh điều này chắc chắn sẽ thành tựu cho nên tri thức diễn diễn không thể nào Khai quật được trí huệ đức tướng của tự tánh. Điều này chúng ta phải biết